đẹp không? Giờ mà hái thôi chứ nó rớt chùm chùm xuống sông này. Đẹp quá, thích ghê. Quá quá tuyệt vời. Ồ hay ha, có cái lồng này nó lọt vô liền. Bị ăn hả? Mình đi, trả nhiều ha. Trả nhiều lắm, anh hái bao tư đi. Ừ. Hái đi anh. Ồ. À cái này dặn cái ra cái ông xì không 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 không. Hái về mía xong trước đi. Cho đỡ nó rụng á anh. Dạ. Ông người hàng xóm kia ông cho em mượn cây này nè. Dạ. Trong con bà ba vô nó bán gì tới 30 đồng á. À, hình như cái bìa trống nó trước mặt anh trước hay sao á. Ờ. Thấy chưa cả. Hình như anh giật xuống anh nên khuyết. Giật xuống nó mới rụng. Ồ, ừ, trái bự chứ. À, rồi. Kèo nó nổi lên, nó nổi lên anh. Dạ ai chuẩn bị nó nổi lên là mình vớt lên. Và mấy em cũng kèo vậy. Nó lên giờ ạ. Ủa nó nặng quá nó chìm luôn rồi. Đây là mấy trái này nè. À, hái xài hái xài đã không đã chụp hình hả? Để cạnh cho nó đẹp. Dạ. Yeah. Lượt trái bự bự ấy. Dạ. Đứng ngắm hen. Cái trái đứng ngắm hen. Để hai vợ chồng bắt gì ra ngắm. Đã không? Mấy trái đã mung chín rồi anh Khuyết. Ba bụng ấy mình phải gặp được bằng gái đó. Rất hả? Nó nói là sao anh sắp đi rồi mà anh chạy gặp em. Dạ. Nó nói anh mẹ mày đứa con phải chơi anh có thời gian. Ồ. Chưa nổi luôn nè. Chắc gì nổi luôn. Hình như bữa hổm nó nổi mà bữa nay nó chìm là chắc bữa nay là bầu rồi đúng không? Giật anh à, anh giật xuống ấy. Mà sầu lắm anh. Phải nó không? Không phải. Ê giúp giúp. Cái gì vậy? Cái cổ ổng á. Cái mướp của ổng. Cái mướp của ổng dòng cho mượn á. Đỡ nó không phải dập trái cây sao. Nó chìm luôn anh ơi. Sầu lắm. Bữa hôm nó chọt cái cây này xuống xin rồi. Chắc do chồng thì đứng hái nó khỏi rớt xuống sông của anh Khuyết. Quay cho kỷ niệm nè. Sái xài. Ở Mỹ mà dày quá đã hả anh hả? Hình như anh giật xuống á anh Khuyết. Ờ à, đúng rồi. Giật cái. Anh đỡ vô cái khớp ấy đó. Cái cào ấy ấy. Tuyệt vời. Giờ này hả? Mình chưa có kinh nghiệm hái. Em vô lấy nha. Ủa lại. Qua ngon này. Đó xí. Mà chỉ nữa là có con kia ăn hết. Nè, chín nhà thơm. Ô. Mình lại trả tiền mình về giao mà chị mình kiếm. Lấy chứ nhà em ai ăn đâu mà. Ồ, khi nãy giờ đây còn mình chạy. Hả? Hả à, còn trái á. Nhìn ghế bơ nó mình. Mình thương quá hả? Mình bẻ cái con rồng xuống á. Xoay đây là khoảng 2 tuần là chín hết. À, em nghĩ chắc khoảng 2 tuần đã chín hết anh à. À hả? Tiếp từ trên cao ai hái mà cho tới không? Chắc chờ nó rụng thôi chứ. Ờ, chờ rụng. Mà chín đó, khi mà chín đó là con kia nó ăn lắm. Đúng rồi ạ, nó mổ hết à. Nó mổ hết. Ừ.
Việt Kiều Mỹ hái xoài Mỹ đây.